Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay thầy và các em sẽ cùng nhau ôn lại bài thể dục phát triển chung khối 8 bao gồm 35 nhịp. Sau đây, thầy xin mời tất cả các em chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy xin chúc tất cả các em hoàn thành bài kiểm tra thật tốt. Thầy xin chào tạm biệt tất cả các em.